Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ mang đến cho các bạn một bàn tay của một chị. Thì chị này sinh năm 1973 và năm nay chị ấy 49 tuổi dương và 50 tuổi âm. Thì ở đây thì các bạn cũng có thể nhìn thấy tay của chị ấy có xăm một số nốt ruồi ha, làm cái đường chỉ vận mệnh. Thì cái này mình cũng có khuyên các bạn rằng mỗi một con người thì đều có một cái vận số khác nhau, và tất cả mọi thứ trên đời này nó rất là công bằng đó. Mà mình cố gắng mình làm cái này cái kia mà để mà cải cái vận á, thì nó sẽ mất đi một cái phần nào đó cái phước báu của bản thân mình. Chỉ có tu tâm làm thiện, hướng đến những điều tích cực, thì khi mà nạn ứng á, thì nạn nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Tại vì con người mình sinh ra ở trong cái đời sống này á, là để trả những cái nghiệp mà bản thân mình đã tạo ra từ nhiều đời kiếp trước hoặc là trong kiếp này ha. Thì cái đấy là mình chân thành là mình khuyên các bạn như thế. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi xét vào cái tướng tay của chị ấy để biết một cái phần nào đó tính cách của chị ấy nha. Thì chị có lòng bàn tay hình vuông. Đây. Nếu mà nhìn không kỹ thì sẽ nghĩ rằng chị này sẽ có bàn tay là hình tròn á. Đây ha. Nhưng mà cái bàn tay của chị này thì mình thiên hướng nó là hình vuông hơn. Khi mà chị xòe các ngón tay ra ha, mình đã so sánh hết tất cả các tấm hình mà chị gửi cho mình. Thì người mà có lòng bàn tay hình vuông á, thì thể hiện người này là một cái người lạc quan, có tu di logic, nghiêm túc, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, thích hoạt động, không chịu ngồi yên, hay ra khỏi nhà, thích hành động theo bản năng và làm theo những gì bản thân của mình cho là đúng. Những người có lòng bàn tay hình vuông á, thì người ta thường thích làm việc khá chăm chỉ, sẵn sàng giúp đỡ người khác và là chỗ dựa vững chắc cho những cái người thân yêu. Với chị càng trong những hoàn cảnh khó khăn, nhiều thách thức thì càng dễ chứng tỏ được năng lực của bản thân mình. Suy nghĩ khá là thực tế, óc suy xét vấn đề tốt, biết điều lại khiêm tốn, không tin vào những cái điều hào nhoáng. Nhược điểm ở đây là đối với những cái người mà có lòng bàn tay hình vuông thì người ta không có mấy thoải mái đối với người lạ và đôi khi người ta rất là cứng đầu. Cũng có những cái tham vọng mãnh liệt nhưng mà lại biết cách chế ngự cũng như tìm ra cách thức để đạt được mục tiêu. Các đầu ngón tay của chị ha cũng có xu hướng là cong viền hình vuông á. Thì yêu thích cuộc sống đơn giản, thực tế. Chỉ cần những cái niềm vui nho nhỏ cũng có thể khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Ngoài ra còn thể hiện đầu óc tỉnh táo, tri thức phong phú, biết phân tích và tính toán, giỏi giao tiếp, có năng lực trong công việc. Ngón cái của chị ấy dài đủ tiêu chuẩn nè. Đây, hiếm có người phụ nữ nào mà ngón cái to mà dài đủ tiêu chuẩn hết. Thường là người ta chỉ đến 5 trên 10 thôi ha. Cái này chị đến 10 trên 10 luôn rồi, đủ cái độ dài tiêu chuẩn rồi. Thì cho thấy chị có trí tuệ, suy nghĩ sâu sắc, tính cách cởi mở, độc lập, phóng khoáng, có ý chí, có nghị lực vươn lên và dễ thích ứng với xã hội cũng như hoàn cảnh sống. Ngón trỏ dài hơn ngón áp út ha. Đây các bạn nếu mà thấy này, thì ngón trỏ này sẽ có phần cao hơn ngón áp út ạ. Thì cũng cho thấy là thể hiện chị trầm tĩnh, thích hợp làm những công việc văn phòng, kỹ tính, tính toán giỏi. Ngón trỏ dài hơn ngón áp út. Đây, ngón trỏ nó cũng dài hơn ngón áp út này. Đó. Cũng thể hiện là người tự chủ, không cam chịu thất bại, không đầu hàng khó khăn, chiếm được lòng tin của mọi người. Ngoài ra cái ngón trỏ mà nó dài đủ tiêu chuẩn đó, cũng thể hiện được cái năng lực chỉ huy lãnh đạo khá là tốt. Tuy nhiên cái ngón này nó vẫn có cái độ hơi cong nha. Đây. Đấy, nó cũng có cái vẫn cái độ hơi cong thì thể hiện là đôi khi cái lập trường của bản thân mình cũng dễ bị lung lay nha. Đó, ví dụ như khi mình quyết định một cái việc gì đó nhưng mà ai mà nói vô nói ra nhiều quá thì mình cũng dễ bị lung lay. Ngón áp út thấp hơn ngón trỏ thì chủ ham làm để có công danh sự nghiệp.
Tuy nhiên á, tính cách thì hơi nhút nhát và nhún nhường nên dễ bỏ qua nhiều cái cơ hội. Nhưng mà bù lại vì cái tính cách hơi nhún nhường đó thì nó lại tạo được nhiều cái thiện cảm của mọi người. Ngón út ngắn hơn tiêu chuẩn thì sống chan hòa, tốt bụng, ít nói, thường ít bộc lộ tính cách ra bên ngoài, tỏ ra khó gần nhưng thực ra nội tâm dữ dội. Hiếm khi tham gia các hoạt động bên ngoài tập thể nên đối với người mới quen thì họ sẽ nghĩ chị khá là dè dặt và khó gần ha. Đây, ngón út này. Đó. Chính cái sự e ngại sẽ khiến chị đôi khi mất đi nhiều cái cơ hội của cuộc đời. Chị đặt kỳ vọng rất cao vào những cái người mà chị tin tưởng nhưng khi không được đáp ứng thì sẽ không giấu nổi cái sự thất vọng. Chị biết cách quan tâm chăm sóc người khác, trung thực nhưng đôi khi bướng bỉnh, nhiều lúc cực kỳ cứng đầu và không phân biệt được đúng sai. Trong tình yêu thì nồng nàn, sôi nổi, sẵn lòng làm mọi việc vì người mình thương. Nhưng đôi khi quá nhẫn nhịn, chịu đè nén nên sống không được thoải mái, thành ra chuyện hôn nhân cũng vì thế mà khó hạnh phúc. Ngón trỏ to, ngón trỏ của chị này rất là to này, gò mộc tinh cao thì thể hiện chị luôn muốn làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống nha. Đó. Tuy nhiên cái đây này, cái gò hỏa tinh của chị ấy cũng khá là cao, thì chủ ý chị cũng là có cái tính khí nóng nảy bất thường nha. Đó. Đôi khi vui vẻ hiền rất hiền nhưng mà đôi khi nó khá là nóng đó. Thì tại chị có nhiều cái vấn đề mà muốn hỏi á, nên em sẽ đi trước vào cái sự nghiệp cũng như tài lộc của chị trước nha, tại vì trên tay này thì mình thấy là khả năng là chị đang muốn đầu tư hoặc muốn làm một cái việc gì đó đó ha, nên mình sẽ đi vào cái sự nghiệp và cái tài lộc của chị ấy trước. Đây, để mình chuyển qua cái hình này. Đây, ở đây chị có cái đường sinh đạo kết thúc và ôm cái gò kim tinh khá là lớn ha. Đây, người mà có cái đường sinh đạo mà ôm cái gò kim tinh khá lớn á, thì thể hiện á, là các mối quan hệ xã giao của người ta khá là rộng á. Đó, tính tình của người ta cũng rất là phóng khoáng. Kết hợp ở thêm những cái khe này nữa này. Đấy. Đó. Thì cũng thể hiện là giống như chị cũng ví dụ như là có những cái việc mà cần thiết mà chi tiêu cho các mối quan hệ là chị cũng sẵn sàng nha. Đó. Ở đây chị có cái đường chí đạo xuất phát chung nguồn với đường sinh đạo này. Đó. Thì cho thấy cái sự tư duy logic, xử lý công việc thận trọng, có cân nhắc trước khi hành sự, suy nghĩ độc lập và khôn khéo. Kết thúc đường chí đạo thì chia ra làm hai nhánh. À. Cảm thấy có những cái đường hướng lên này. Đó. Còn lát nữa mình sẽ nói thêm về cái đường mờ mờ bên đây ha. Đây cho các bạn đây. Những cái đường này gọi là đường phản kháng đó. Đó. Lát mình sẽ nói về cái đường đấy cho các bạn nghe nha. Thì một nhánh ở đường chí đạo hướng về gò hỏa tinh, một nhánh cong xuống gò thái âm thì cho thấy cái chị có trực giác, có trí tưởng tượng phong phú nhưng mà cũng rất là thực tế, kết hợp giữa tư duy và thực hành. Mình đã vẽ xong cái đường công danh sự nghiệp cũng như cái tiền tài của chị ấy rồi ha. Thì ở đây á, chị có cái đường vận mệnh bắt đầu từ gò nguyệt đi lên này, là cái đường màu đỏ tím này, thì nó thể hiện cho thấy á, thì chị ra ngoài lập nghiệp sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên giai đoạn đầu thì cái đường vận mệnh của chị nó khá là mờ nên chị cũng khá là vất vả trên con đường lập nghiệp của mình. Thì cái công việc của chị bắt đầu từ khoảng 25, 26 và chị sẽ làm đến khoảng 27, 28. Thì chị ngưng đây ha, để đến đây xong rồi nó sẽ bị trống ở cái khoản này ha, chứng tỏ là chị có cái sự thay đổi hoặc là ngừng một thời gian này. Tuy nhiên cái công việc ban đầu này nó không có tốt, nó chỉ bình bình thôi. Thì tầm khoảng chừng 30 tuổi thì chị bắt đầu lại cái con đường công việc cũng như cái sự nghiệp của mình tương đối ổn định và khá là thuận. Đây. Đây là một cái đường tiếp theo nó đi lên này. Và cái công việc này thì chị sẽ làm đến khoảng chừng 44 45 tuổi. Đây ha, tầm 47 tuổi thì chị sẽ có một công việc khác nữa và làm đến sau 60. Đây.
Đó. Vào các năm 27, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 42, 44, 46, 51 thì dễ có những cái khó khăn, trở ngại hoặc là thay đổi ở trong công việc nha. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, thay đổi trong công việc ở đây có thể là thay đổi về chức vụ, cũng có thể là thay đổi công việc hoặc là thay đổi về vị trí địa lý nha. Đó, cứ đường định mệnh này mà nó đang chạy mà đột nhiên nó ngắt quãng, hoặc là nó đổi hướng, hoặc là nó cong lên, hoặc là nó bị một trong những cái đường màu đen này này nó cắt qua nha, thì nó cũng thể hiện có những cái sự khó khăn và trở ngại trong cuộc đời của mình nhé. Thậm chí những cái đường màu đen này này mà nó cắt qua cái đường định mệnh cùng công việc của mình mà nó càng đậm, càng sâu càng đậm đó, thì cũng thể hiện rằng trong cái khoảng thời gian đó mình có cái sự thất bại về công việc cũng như mất mát về tiền bạc nha, có thậm chí có thể phá sản nữa đó. Ở đây thì chị cũng có những cái nguồn thu nhập phụ đi kèm này. Đấy, đây là cái đường công việc chính này thì nó chạy dài này, bên cạnh đó thì nó cũng có những cái nguồn thu nhập phụ đi kèm ạ. Tuy nhiên ở đây thì cái nguồn thu nhập phụ thì nó không có nhiều. Ở cái từ 40 tuổi trở lên thì chị đã có được những cái sự thành công trong công việc được mọi người công nhận ha. Đây là cái đường màu vàng này, đây là cái sự thành công của chị nhá. Đây là cái gò Thái Dương mà có một cái đường mà nó đi thẳng lên, thì ở đây cái đường Thái Dương chính là cái đường thành công nha. Đường sự nghiệp mà không có đường Thái Dương thì nó cũng chỉ hiện được cái mức độ ổn định ở trong cái đường sự nghiệp của mình mà thôi. Còn khi mà nó có cái đường Thái Dương hay cái đường thành công này này, nó bổ trợ cho cái đường sự nghiệp, nó cũng nói lên trong công việc của mình có những cái bước phát triển, có những cái bước thăng tiến, thậm chí có những cái địa vị và có cái tiếng nói trong công việc của mình nha, được mọi người công nhận á. Đó. Ở trên đây chị có cái những cái đường này thượng đẳng này, là những cái đường hy vọng này, nó nối lên, nó kết hợp thành cái hình ô vuông này. Lát qua cái hình kia thì mình sẽ cho mọi người thấy, thì nó sẽ có những cái lằn nó với thành ô vuông, và cái gò mộc tinh mà nó cao như vậy nữa thì nó cũng thể thể hiện là chị có cái tiếng nói cũng như cái địa vị ở trong cái công việc của chị nha. Đó. Ở đây cái đường mà may mắn hay còn gọi là cái đường tiền tài của chị á, nó chỉ rõ nét ở trước cái giai đoạn mà 30 tuổi, thì nó thể hiện là 30 tuổi về đằng trước cái tài vận của chị khá là tốt. Sau 30 tuổi thì nó có dấu hiệu mờ đi, thậm chí là mất hẳn. Mà mình biết rồi ha, cái đường tiền tài mà nó có dấu hiệu mờ đi, nếu mà nó mờ đi thì tài vận kém đi mà nó mất hẳn, thì chứng tỏ rằng cái giai đoạn này chị cũng khá là khó khăn trong cái vấn đề về tiền bạc á. Đó. Nhưng mà được cái là bốn sau 45 tuổi ở đây này thì cái đường tài vận này là nó xuất hiện lại ở trên cái gò Thái Dương này, rồi là gò thủy tinh nữa này ha, mà cho hai cái gò này thì ở trong tướng pháp phương Đông ấy, thì người ta cũng gọi là cái cung quan lộc đó nha. Đó thì về sau 45 tuổi thì cái đường tiền tài của chị nó khá là thuận. Tuy nhiên ở đây thì em vẫn thấy có cái sự thoát tài cũng là nhiều đấy nha, chứ không có ít đâu. Đó thì ở đây đây cái chị bạn có thể các bạn có thể nhìn thấy những cái đường vân màu vàng đấy nha. Cái tay này nó nhìn không rõ là mình chuyển cho bạn xem cái tay này. Đây mình đã vẽ sẵn rồi. Đây. Cái đường đáng lẽ ra là cái đường màu vàng này này, nó sẽ tạo thành một cái hình tam giác. Đây. Đáng lẽ ra nó rất là tốt nha. Thì nó sẽ báo hiệu mình là có của cải về đất đai, tài sản. Nhưng ở đây á, cái đường tam giác của chị nè, của chị á, là nó lại có cái dấu hiệu phá tài nha. Đây, nó có một cái đường cản trở chạy ngang qua, xong rồi sau đó trên đầu của nó là nó còn có những cái hướng, cái nhánh á, nó lại hướng về các khe á, đó. Đây ở trong cái tướng pháp mà của Thiệu Vĩ Hoa á, mà mình có nghiên cứu qua thì ở đây người ta gọi đây những cái đường này dạng là đường phá tài nha. Đây, bên trong cái đường sinh đạo thì nó đang hình thành một cái hình tam giác nha. Đây cái hình này thì các bạn sẽ thấy rõ hơn này. Đây. Nó vẫn đang còn khá là mờ nhưng mà nó đã có xu hướng hình thành rồi nha. Nên mình cũng phải để ý.
Ở đốt thứ ba của ngón áp út thì nó xuất hiện cái đường vân hình chữ điền nhé. Đây ha, mình vẽ bằng cái màu khác cho thấy cho dễ này. Đó, đường vân chữ điền nha. Cái đường vân chữ điền mà nó nằm ở ngay đây thì nó không có tốt nha. Đó. Thì kết hợp ba cái điều mà mình vừa phân tích ở trên á thì nó báo hiệu là chị sẽ dễ dính đến kiện tụng pháp luật hoặc là có họa bất ngờ, lý do ví dụ là đứng mũi chịu sào vì người khác vậy á. Nên ở đây mà thì em có khuyên chị á là nếu mà chú ý thì mình nên chú ý về vấn đề mà hợp tác làm ăn và cố gắng không nên mở rộng công việc bắt đầu từ cái giai đoạn 48 đến 50 trở về sau. Thì nó sẽ có những cái sự thất bại hoặc là phá sản, làm bao nhiêu thì phá tài hết bấy nhiêu. Dù là công việc chính hay phụ thì chị cũng nên có cái sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm nha, đặc biệt là hợp tác đầu tư làm ăn. Đó. Thì mình quay trở lại với cái đường tiền tài của chị nhảy nãy nha. Đây. Đây. Thì ở đây cái đường tiền tài này hay là nó còn gọi là cái đường về thương mại ấy. Thì người mà có cái đường tiền tài hoặc là đường thương mại á thì cũng thể hiện rằng nếu mà người ta buôn bán kinh doanh thì nó cũng khá là thuận. Tuy nhiên cái đường thương mại của chị nó lại chỉ tốt trước năm 35 tuổi. Nên nếu chị có kinh doanh trước năm 35 tuổi thì sẽ khá là thuận. Sau 35 tuổi mà chưa kinh doanh thì đã bỏ lỡ cái cơ hội của bản thân. Giai đoạn 28, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 52, 54, 57 thì rất là dễ có cái sự thất thoát về tiền bạc nhé. Đó. Thì ở đây cái những cái giai đoạn mà em vừa nói ấy, thì chị không có nên đầu tư hoặc là cho vay mượn nhé. Tam giác ngược ở dưới đường chí đạo cũng thể hiện là sẽ có những cái áp lực ở trong công việc và dễ có những cái sự phá hoại hoặc là bội tín của những cái người hợp tác làm ăn chung nhé. Đó, mình phải hết sức lưu ý giúp em. Thì ở đây chị có cái đường sinh đạo rõ nét, đậm, kết hợp với đường vân âm đức cũng rất là rõ nét luôn. Đây là cái đường sinh đạo của chị này. Đấy, còn đây là cái đường vân âm đức của chị này. Cái đoạn đầu chị mờ nhưng các đồ quàng về sau á thì chị ấy càng đậm nhá. Đằng trước thì mình thấy nó hơi mờ, không biết là do hình chị chụp hay sao, nhưng mà ở đằng sau này chị đường vân âm đức khá là đậm. Đó. Gò kim tinh lại khá là lớn thì chủ cái sức khỏe cũng thể chất của chị ấy cũng tương đối là tốt. Tuy nhiên cái đường sinh đạo nó bản chỉ của nó lại hơi nhòe thì chị dễ là tiềm ẩn những căn bệnh mãn tính ở trong cơ thể nhé. Thì ai mà hay xem mình nhiều thì biết rồi, những căn bệnh mãn tính ở trong cơ thể là những cái căn bệnh nó nhẹ thôi, nhưng mà nó dai dẳng ở trong cơ thể mình cũng không có chữa dứt được nhé. Đó. Thì ở đây chị chú ý giúp em các dấu hiệu liên quan đến vấn đề dạ dày này, viêm đường hô hấp, gan thận chỉ, huyết áp và đường ruột nhé. Đó, bạn nào thì hay xem clip của mình rồi thì mình sẽ không nói lại nữa nha. Đây, những cái tam giác mà nó đóng ở ngay dưới cái khu thận này là nó nói vấn đề là bị thận này. À, đấy, đường hệ hô hấp của chị này. Đó, rồi là dạ dày này. Này, có đường gan đạo này. Đó. Đó, những cái đường vân tam giác nhỏ, di di ở trên đường sinh đạo cũng thể hiện là các vấn đề về đường ruột này. Ngay dưới gò địa cũng có những cái vân nhỏ này này, thể hiện là vấn đề về chỉ nha. Đó, ngoài ra còn có vấn đề về huyết áp nữa đó. Đó, cố gắng nhớ giùm em những cái dấu hiệu bệnh ha, để mình cố gắng mình đi thăm khám thường xuyên nha. Tại vì ở về sau cái hậu vận của chị á, em thấy chị có khá là nhiều những cái đường khổ lụy á.
Thì trước những năm 20 tuổi, cái đường chí đạo và cái đường tâm đạo bị nhiều đường cắt phá thì cho thấy cái hoàn cảnh tuổi thơ nó không tốt, thì cái tư tưởng của chị sớm chín chắn. Những cái nạn và trở ngại mà chị phải trải qua vào các năm là từ 7 cho đến 8 tuổi. Đây ha. Để lấy màu đen nha. Đây. Đó, 13, 14, 15, 16, 15, 17, 20, 23. Hai mươi lăm, 28, 30. Ba ba, 35. Đây ha. Đó, bạn để ý một tí xíu nha. Ba tám, 48, 54. Dễ xảy ra những cái chuyện buồn phiền ở trong gia đạo nhé. Đó. Như mình có nói lúc nãy, bắt đầu từ cái giai đoạn 53, 55 trở về sau thì cái sức khỏe của chị nó không có được tốt. Đây nè, do ở đây mình thấy chị cái có khá là nhiều những cái đường mà đường khổ lụy này. À. Có một số bạn nói là đây là cái đường thiên di, nó không có phải nha. Cái đường sinh di thì hình thái nó sẽ khác và nó đi xa hơn. Nha, cái đường này, những cái đường này ở đây là đường khổ lụy nha. Thì những cái đường khổ lụy này mà nó xuất hiện á, thì nó thể hiện là về già, dễ mắc các bệnh về của người già đó, là mình phải hao tiền tốn của để chữa trị đó. Tuy nhiên ở đây thì mình thấy là về cuối hậu vận này, chị lại có những cái đường vân âm đức rất là sáng, là rất là rõ nét, thì nó cũng sẽ đỡ cho chị một phần nào đó về cái vấn đề sức khỏe cũng như cái nạn về hậu vận. Những cái nạn mà từ năm 15 cho đến năm 20 tuổi ấy, thì hầu hết đều là do cái tính của bản thân mình mà ra, hoặc là bất đồng quan điểm với gia đình, dễ trục trặc về vấn đề tình cảm nha. Dấu X ở trong gò hỏa tinh. Đây chị này, chị có cái dấu X ở trong gò hỏa tinh. Xóa đi hết cho nó dễ thấy nhá. Đây. Thì ở đây chị cũng phải chú ý dùm cho em những cái nạn bất ngờ liên quan đến thân thể nha, cần phải chú ý, ví dụ như tai nạn xe cộ hoặc là dễ bị các vật nhọn làm chảy máu ấy. Đó. Trên đường sinh đạo thì chị đóng khoảng ba cái tam giác, thì chủ ở trong đời chị ít nhất thì cũng phải giao kéo phẫu thuật từ 2 cho đến 3 lần nha. Chuyển qua cái hình này thì nó sẽ thấy rõ hơn ha. Thường luận là mình sẽ chuyển khá là nhiều hình thì mới luận hết được một cái bài luận nhé. Đó. Cái đường nào mà dấu X như vậy là không phải nha. Ta không có tính đến tam giác đâu nha. Đây. Đó. Sẽ có một lần là tiểu phẫu và hai lần có thể là phẫu thuật cũng lớn đó nha. Đó, nhưng mà ở đây chị này có cái đường vân âm đức nên nó đỡ cho chị rất là nhiều nè. Mình đi xét tiếp về cái gia đạo của chị ấy đây. Thì ở đây chị có cái ngón trỏ nghiêng hẳn về ngón giữa đây. Đó, thì nó thể hiện rằng chị nhận rất là nhiều những cái sự yêu thương, quan tâm từ gia đình ruột thịt. Ngón trỏ to trội lấn át ngón giữa thì chủ là đối với chị ạ, cái người thân vô, những cái người thân vô cùng quan trọng và chị có thể vì họ mà không quản ngại bất cứ việc gì. Ngón áp út và ngón giữa cũng kề sát vào nhau đây. Đó, thì cũng thể hiện chị và người bạn đời luôn ở bên cạnh nhau, kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Đây, nhưng mà cái ngón này này nó có cái xu hướng nó cong lên này. Đấy, ở đốt thứ ba cũng vậy nữa. Thì nó nói lên á, là đa phần ở trong cái đời sống vợ chồng á, thì chị sẽ có cái xu hướng hơi lép vế so với cái người bạn đời. Đa phần sẽ phải là nhường nhịn hơn nhá, thì mới êm ấm nhà cửa được. Ngón út to trội tròn trịa đây. Thì thể hiện con cái khá, hậu vận được nhờ con về vật chất.
Tuy nhiên ở trên đây này nó vẫn còn có cái khe hở này, nó cũng thể hiện rằng là lúc nhỏ chị khá là bận rộn nên không có thời gian chăm con ha, phải gửi con nhiều nhờ người khác người ta chăm sóc hộ đó. Đó, nên tình cảm mẹ con chưa có được khăng khít ha. Cái này chị nên cố gắng tâm sự với con nhiều hơn nha, để cho tình cảm của mẹ con lúc nào cũng được bền chặt nha, để tâm con lúc nào cũng sẽ luôn hướng về mẹ. Vào các năm 37, 40, 43, 45, 47, 50 thì dễ xảy ra cái chuyện buồn phiền ở trong gia đạo nha. Về cái tình duyên và hôn nhân thì ở đây chị có cái đường tâm đạo sâu đậm, cong thì chủ là người có tình cảm sâu sắc đây. Đây nhá, đây là cái đường tâm đạo của chị ấy này. Đó. Đoạn đầu đường tâm đạo là các nhánh như hình đuôi phượng ha. Bạn nào xem nhiều clip mình cũng biết rồi nha. Thì chủ người đó sẽ có những cái duyên được nhiều người khác người ta cảm mến nha. Đó, kết thúc đường tâm đạo thì rẽ hai nhánh, một nhánh kết thúc tại Gò Mộc Tinh, một nhánh hướng xuống đường Chí Đạo này. Đây. Nó gần tới Gò Mộc Tinh cho nên hãng còn những cái đường đường mờ nữa đấy. Đó. Một đường nhánh thì xuống muốn hướng xuống dưới đường Chí Đạo, tuy nhiên nó chưa đâm hẳn xuống nha. Nếu nó đâm hẳn xuống thì nó lại không tốt. Đó. Thì ở đây nó thể hiện đó là chị là một người có cái tình cảm dạt dào, yêu đương sớm, mãnh liệt, tuy nhiên đôi khi có cái khuynh hướng ích kỷ trong chuyện tình cảm. Khoảng 16 đến 22 thì đường tâm đạo đóng hình đạo thì thể hiện cái tâm tư tình cảm nó cũng đây, nó cũng không có phát triển lên được này. Đó. Hoặc là có cái sự xa cách đơn phương hoặc là yêu xa nhá. Giai đoạn từ 20 cho đến 21 thì đóng hình dấu X. Đây, ngay đây này. 20, 21 này, đóng hình dấu X ngay đây này. Đó, hai đường cắt nhau. Đó. Thì thể hiện có cái khúc mắc, có cái sự thất vọng hoặc là cái sự thất bại trong chuyện tình cảm. Từ 23 tuổi trở đi thì đường tâm đạo liên tục là các đường nhánh hướng xuống nha. Đây. Đấy. Đó. Thì điều này nó thể hiện cái những cái mặt trái ở trong cái tâm tư có khuynh hướng tự kiềm nén rồi tự làm khổ bản thân mình. Các tam giác ngược cũng thể hiện những cái gánh nặng và sự khổ tâm nhưng không bày tỏ ra nhé. Đấy, chỉ có những cái đây, có những cái tam giác ngược ở dưới cái đường tâm đạo đây này. Nó thể hiện cho những cái tâm tư tình cảm chất chứa ở trong lòng á. Đó. Nhưng mà lại có cái khuynh hướng là không có nói ra, không có bày tỏ ra này, đó. Thì vào các giai đoạn 20, 21, 38, 40 và 42 và sau cái độ tuổi 50 nữa thì chị dễ có những cái bế tắc, sóng gió và trắc trở trong chuyện tình cảm lẫn hôn nhân. Ngoài ra chị cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong hôn nhân như là muốn ly hôn này ha. Đấy. Cố gắng loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực này nha. Đó. Ở đây chị có một đường hôn nhân ở cái độ tuổi 24 đến 28 tuổi. Đây. Tuy nhiên cái đường hôn nhân này nó lại có xu hướng là nó cong xuống này và có những cái đường mà nó hướng xuống và cắt ngang qua thì ở đây nó cũng thể hiện cho thấy cái cuộc sống hôn nhân có cái phần lạnh nhạt, mệt mỏi, sức khỏe của người bạn đời thì nó cũng không có được tốt cho lắm nha. Đó, ngay đoạn này mình cũng có thể thấy rõ cái đường tâm đạo của chị ngay đoạn đầu này nó bị cắt rất là nhiều này. Đó. Ở đây thì đây mình sẽ nói thêm các bạn về cái đường này ha, cái này cái đường này là thì mình sẽ gọi cái đường này là nó là gọi là đường phản kháng nha, và cái đường phản kháng của chị này nó khá là dài đây. Đường phản kháng là những cái đường mà ngang nó xuất hiện ở gò hỏa tinh
nha. Thì ở đây á, nó biểu trưng cho sức sống và cái sự phản kháng, là người kiên cường không yếu đuối. Tuy nhiên cái đường phản kháng của chị nó quá là dài và nó vượt qua luôn cả cái đường trí tuệ, thì nó cũng thể hiện được cái sự ngang bướng, thích phản kháng của bản thân mình á, thích đối đầu và cô độc này. Cái đường phản kháng này mà nó mà càng dài ra thêm nhiều nữa thì trong cái quan hệ ứng xử ngoài xã hội á, thì chị dễ rất là dễ khiến cái nhiều những cái người tiểu nhân theo để phá hoại chị trong công việc nha. Đó, nó thể hiện cái sự ngang ngạnh rồi thể hiện cái sự cứng đầu của bản thân mình á. Đó, nhiều khi không có chịu lắng nghe người khác, cứ khư khư cái ý kiến của mình á. Đó. Đó. Thường cái đường phản kháng này mà nó ngắn thôi á thì nó sẽ rất là tốt ha, biểu sự cái sự kiên cường không khuất phục của bản thân, nhưng mà nó ở đây nó lại hơi dài ha. Cái này là chị cũng phải cố gắng xem xét lại cái tính của bản thân mình một tí nha. Nếu không thì rất là dễ dẫn đến nhiều những cái sự phiền toái cho chị đó. Thì ở đây nhận xét chung về cái bàn tay của chị á, về hậu vận thì em chưa thấy nó là tốt tốt, thì sẽ có những cái sự hao tài khá là nhiều, đặc biệt từ 52 đến 57. Nên một lần nữa thì em khuyên chị là cố gắng suy xét kỹ lưỡng trước khi quyết định cho những cái bước phát triển tiếp theo của bản thân trong tương lai. Một lần nữa thì chúc chị nhiều sức khỏe và may mắn. Thì video mình xin kết thúc tại đây. Chúc các bạn một ngày làm việc không mệt mỏi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.